Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Quốc hội sẽ lên chức, gót chân asin của Huệ là máu gái, cẩn thận kẻo ngã nhào. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, tứ trụ chủ tịch nước thì rung lắc, trụ thủ tướng thì mất đà, trụ tổng bí thư lại quá già, còn lại trụ chủ tịch Quốc hội ngư ông đắc lợi. Ông chủ tịch Quốc hội đang có hai lợi thế cực lớn, đó là đứng ngoài cuộc thanh trừng mang tên Việt Á. Vụ Việt Á đã làm lung tay chiếc ghế của chủ tịch nước và kéo lùi đà tiến của chiếc ghế thủ tướng. Lợi thế thứ nhì là ông chủ tịch Quốc hội là con cưng của ông Tổng. Ông Huệ là hàng cài của ông Tổng vào chính phủ với chức danh là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nhiệm vụ là để giám sát ông thủ tướng thời đó và cũng là đối thủ chính trị của ông Tổng. Nguyễn Tấn Dũng khi đó làm mưa làm gió. Ông Huệ đã từng lên tiếng phản pháo thẳng thừng hệ thống sân sau thuộc nhóm lợi ích của ba Dũng ở ngành xăng dầu. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vào năm 2011, khi đó, trong buổi hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, đứng trước những áp lực thậm chí là chỉ trích của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về cách điều hành giá xăng của Bộ Tài chính, đòi Bộ Tài chính phải thả nổi giá xăng dầu. Ông Vương Đình Huệ, khi đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã trả lời một câu nói mà khiến tất cả các doanh nghiệp xăng dầu lúc đó phải lạnh sống lưng, đó là nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được nhà nước. Sau câu nói này, phía Nguyễn Tấn Dũng tìm cách đẩy ông Huệ ra khỏi chính phủ. Và đến ngày 28 tháng 12 năm 2012, ông Huệ cuốn gói rời chính phủ sang ban bí thư làm trưởng ban kinh tế trung ương. Ban này bị giải thể trước đó, nhưng ông Tổng trọng lại hồi sinh để ông Huệ có chỗ tá túc khỏi phải bơ vơ. Và ông Huệ đã giữ chức này cho đến ngày 11 tháng 4 năm 2016. Vương Đình Huệ là một trong hai đứa con cưng của người còn lại đã xanh cỏ, đó chính là Nguyễn Bá Thành. Huệ tốt số, Huệ được hưởng thụ rất lớn từ sau khi ông Nguyễn Bá Thành chết đi. Ông Trọng xem trọng Nguyễn Bá Thành hơn. Và nếu Nguyễn Bá Thanh còn sống thì Huệ sẽ không được như ngày hôm nay. Đó là nhận xét của một số ý kiến đánh giá của giới thạo tin cho biết. Đây là hình ảnh tuyên bố xanh dờn của ông Huệ khi còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của khóa 11, ông Tổng muốn giới thiệu Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, phe Bà Dũng đã đá văng hai nhân vật này và đưa Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên sau đó 3 năm thì ông Tổng đã quật được Bà Dũng, thì ông cũng đưa được Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Lúc này Nguyễn Bá Thành đã không còn, nên ông Tổng dành hết ưu ái cho Vương Đình Huệ. Có thông tin từ bên trong đưa ra cho rằng, trước khi vào tứ trụ, tức là trước đại hội lần thứ 13, ông Tổng đã bắt ông Huệ phải thề trước vong linh cụ Hồ. Và ông Huệ đã thề, và từ đó tới nay ông Huệ luôn tránh xa trò đấu đá khốc liệt. Đợi ông Tổng dẹp loạn xong thì Nhất Huệ thì đưa vào vị trí mới. Nói chung, trong cuộc chiến đấu đá cung đình ngay trong tứ trụ, Huệ rất nhàn, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, rồi sau đó thành ngư ông đắc lợi bằng cách hất con hổ thua cuộc ra ngoài và chiếm chỗ của nó. Đây là hình ảnh Vương Đình Huệ và Nguyễn Phú Trọng. Đấy chính là lợi thế. Tuy nhiên, ông Chủ tịch Quốc hội không phải người không có điểm yếu. Điểm yếu của ông Chủ tịch Quốc hội là máu gái. Tuy nhiên, chưa đổ bể vụ scandal nào về vấn đề này, nhưng bản chất của nó thì thấm vào máu. Làm chính trị mà dính máu này thì rất rủi ro trong tương lai. Nó là cơ hội cho đối thủ chính trị rình mò, mua chuộc và đưa vào bẫy bất cứ lúc nào. Ông Lê Khả Phiêu lên chức Tổng Bí thư nhưng tại vị chỉ có 3 năm. Nguyên nhân được cho là máu gái cũng như vậy và dính bẫy của phương Bắc. Chính vì thế bị người ta xỏ mũi ký hiệp định biên giới Việt Trung, làm cho Việt Nam mất mát khá nhiều đất ở khu vực biên giới. Đấy là vết xe đổ mà có liệu rằng ông Chủ tịch Quốc hội hiện nay có rút được ra bài học xương máu hay không? Máu gái chính là gót chân asin rất lớn, dễ sập bẫy mỹ nhân kế. Nếu không cẩn thận thì sự nghiệp chính trị sẽ đổ trong chốc lát. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin một phụ nữ ẩn thân đã lâu bỗng dưng xuất hiện tấn công Đinh Tiến Dũng, bà là ai?
bà Trương Thị Mai, nữ ủy viên Bộ Chính trị duy nhất hiện nay. Từ đại hội lần thứ 13, bà Mai được phân công chức trưởng ban tổ chức trung ương đầy quyền lực. Ghế mà ông Phạm Minh Chính đã từng nắm giữ trước khi nhảy ngang qua chính phủ, làm chiếc ghế thủ tướng. Bà Trương Thị Mai được nhiều người đánh giá là người phụ nữ nắm quyền thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng sản, sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tuy là phụ nữ quyền lực nhất hiện nay, nhưng bà Mai khá im hơi lặng tiếng trong khoảng một năm rưỡi vừa qua. So với người tiền nhiệm, bà Mai ít năng nổ, không biết vì lý do gì. Có người thì cho rằng bà Trương Thị Mai tuy nắm ghế quyền lực nhưng bà không có thực lực chính trị so với những nhân vật lớn trong ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai. Trong ban bí thư, chức trưởng ban tổ chức được cho là lớn thứ ba chỉ sau tổng bí thư và thường trực ban bí thư. Nói thế để thấy vị thế của bà Mai là không hề nhỏ. Tuy nhiên, bà vẫn rất ít hoạt động so với nhiều nhân vật khác. Có lẽ vì bà là phụ nữ. Dù im lặng như thế nhưng không biết sao bà Mai lại bất ngờ xuất hiện và phát biểu đầy tự tin khác với những gì bà đã từng làm. Được biết vào ngày 22 tháng 7 năm 2022, bà Trương Thị Mai đã phát biểu một câu xanh dần rằng không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi được. Khi tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật thì phải thay ngay cấp ủy do lòng tin của dân bị giảm sút, theo trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai chia sẻ. Đấy là lời phát biểu của bà tại hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết trung ương lần thứ 5. Bà Mai cho biết nhiệm kỳ 2016-2020 có 664 tổ chức cơ sở đảng đã bị kỷ luật. Và năm 2021 con số này là 220. Số lượng bị kỷ luật tuy ít hơn so với năm hơn 50.000 tổ chức cơ sở đảng hiện có, song không thể xem thường vì mỗi nơi bị kỷ luật thì ở đó lòng tin của nhân dân bị giảm sút. Không thể để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi làm ảnh hưởng đến lòng tin của dân với đảng. Bà Mai đã nói như thế. Theo trưởng ban tổ chức trung ương, tập trung dân chủ là nguyên tắc cốt tử trong hoạt động của đảng, song có nơi thực hiện chưa nghiêm. Các tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật đa phần vì vi phạm nguyên tắc này. Có nơi dùng ý chí của người đứng đầu áp đặt chủ quan, không tôn trọng dân chủ. Ngược lại, có một số nơi lại thả nổi, người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Đây là hình ảnh lời tuyên bố của bà Trương Thị Mai. Được biết, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2021, cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu ông Đinh Tiến Dũng, đương kim Bí thư Hà Nội, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm cho thời gian làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Vì thế, lời phát biểu của bà Trương Thị Mai được xem như nhận lệnh của ông Tổng nhắm vào Đinh Tiến Dũng, người mà đang giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Gần đây cũng có nguồn tin khá khả tín nói rằng ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ là nhân vật thay thế cho Đinh Tiến Dũng. Sự thật thay thế sẽ sớm diễn ra và có thể đến kỳ hội nghị trung ương lần thứ 6 sắp tới. Đây là hình ảnh sự nghiệp của ông Đinh Tiến Dũng sắp bị rụng. Bà Trương Thị Mai được xem là người rất ít tham gia vào những cuộc đấu đá chính trị ở thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên lần này cho thấy một bà Trương Thị Mai hoàn toàn khác trước đây. Hứa hẹn bà sẽ tham gia cuộc chạy đua vào các chức vụ cao hơn trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản. Đinh Tiến Dũng xuống có thể bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị, cũng có thể chỉ bị hạ bệ mà không tước chức ủy viên Bộ Chính trị. Tùy theo mức độ nghiêm trọng mà ông Tổng sẽ có cách xử lý riêng của mình. Tuy nhiên, dù cho xử lý nhẹ hay nặng, thì sự nghiệp chính trị của Đinh Tiến Dũng cũng xem như kết thúc.